Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ am uh, um, um sleep, uh, erot, mọi người nhé Dự án này thì mọi người sẽ có cơ hội hình như là tham gia nhận được NFT đến từ dự án thì phải Mà dự án dành cho 4.100 xuất ra được may mắn Nên anh em cố gắng tham gia dự án này cho mình để tham gia dự án này thì mọi cần vào link dưới phụ mô tả cho mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam cho cho em. Ở đây các bạn sẽ nhập tên này, nhập email, nhập địa chỉ ví này. Ở đây các bạn nhập địa chỉ ví mạng Polygon Matic ở trên ví MetaMask hoặc là ví Tetralet nhé. Nếu các bạn dùng ví MetaMask thì các bạn sẽ cần tích hợp mạng Polygon Matic. Video hướng dẫn tích hợp mạng Polygon Matic mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người. Còn nếu chúng với tên Twitter thì anh em chỉ cần vào copy địa chỉ ví mạng BC cũng được nhé mọi người nhé. Ok mình sẽ dùng địa chỉ ví Metamask sao chép địa chỉ ví này sau đó quay trở lại đây nhập địa chỉ ví vào đây rồi sau đây các bạn tích vào đây hoặc là tích vào đây luôn nhé Đấy, tích vào vuông bấm con tin Ok bây giờ các bạn follow kênh Twitter này mở kênh Twitter lên bấm theo dõi sau đó kéo xuống bài đăng like retweet là bài đăng này Ok, tiếp tục quay trở lại Erod Các bạn tích vào con tin Tiếp theo là retweet là bài đăng Đây bài đăng này Tweet lại này, thả tim Ok, tiếp tục quay trở lại Erod Tích vào con tin Tiếp theo là tweet lại bài đăng này Tweet lại nhé Bấm đăng tweet này. Rồi, sau đó quay trở lại Telegram à, quay trở lại Erod, tích vào con tin nhiệm vụ tiếp theo là các bạn vào cái discord cho mình dự án này không có red mọi người nhé không có tuyển red nhé bấm vào chấp nhận lời mời rồi sau đó tích vào đây ok bấm vào mũi tên kéo xuống bấm vào vuông tích vào hoàn thành rồi bây giờ bấm nhập mã cấp ra đây Đấy, tích vào những cái hình này cho mình nhé ok đã xong quay trở lại discord tích vào con tin luôn rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ mọi người nhé. Nhiệm vụ khá đơn giản thôi, bấm vào đây, mọi người sẽ cao sao chép link như giới thiệu bạn bè. Ở đây dự án này không có red mọi người nhé, cho nên anh em 100% anh em tham gia đều như nhau. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.